ơi, tại sao phải đi chùa ạ? À? Với thần Phật và cháu mình lên chùa lễ Phật con ạ. À. Vâng ạ. À. Vy à. Con chào bác ạ. À. Hôm nay bác dẫn dâu lên chùa thắp hương ạ? À? Em là chị Thúy ạ. Ừ, chị chào dâu. Hôm nay dâu được nghỉ học, bác dẫn dâu lên chùa thắp nén hương để vào chơi với cụ. Vâng ạ, cụ đang ở trong phòng đấy ạ. Hôm nay con lại đến nấu cơm chay cho cụ à? Để bác giúp con một tay nhá. Dạ vâng, thế bây giờ con đi chợ luôn ạ. Con đi đi. Dạ. Okay.
cuốn trong này đây. À, xin bác ạ. Thank you.
đến rồi đây. Nóng hổi luôn ạ. À, lâu chín quá nè. Nhiều bác.